Các bạn đang xem tin tức thị trường xe hơi Việt trên kênh YouTube ô tô giá rẻ. Haval H6 Hybrid nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan sắp về Việt Nam. Qua những hình ảnh trên fanpage Haval Việt Nam, có thể thấy Haval H6 sắp ra mắt sẽ được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan và là mẫu xe phiên bản Hybrid HEV 2023. Haval là một thương hiệu xe có vị thế trên toàn cầu và được ưa chuộng tại rất nhiều quốc gia trên thế giới. Haval có mặt tại hơn 200 quốc gia với trên 700 kênh phân phối toàn cầu và rất được ưa chuộng trong phân khúc CSUV, đặc biệt là tại các thị trường như Úc, Nga, Thái Lan, Brazil, Ả Rập Saudi, Nam Phi, Chile, Ecuador. Được biết, Haval vừa mới tham gia thị trường Thái Lan vào tháng 6 năm 2021 nhưng đã trở thành một mẫu xe cực kỳ hot và được ưa chuộng tại đây. Trong nửa đầu năm 2023, Haval H6 dẫn đầu phân khúc SUV hạng C ở Thái Lan về mặt doanh số. Mẫu xe Haval bán tại thị trường Việt Nam dự kiến sẽ được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan và là phiên bản Hybrid. Chiết lý thiết kế của Haval xoay quanh việc tạo ra những chiếc xe sang trọng và tinh tế. Các nhà thiết kế chú ý đến từng chi tiết, đảm bảo rằng ngoại thất của chiếc xe bóng bẩy, hiện đại và bắt mắt, mang hơi hướng của tương lai. Vì vậy, Haval H6 có thiết kế trẻ trung, hiện đại với những đường nét sắc sảo. Lưới tản nhiệt được thiết kế kiểu mới, lấy cảm hứng từ bầu trời sao rơi, nối liền và mở rộng hai phía với ba chiều xếp chồng theo mô hình hình học cổ điển, có tính thẩm mỹ cao và ý nghĩa phong thủy về sự thành công và thịnh vượng. Cụm đèn trước là đèn LED tích hợp thấu kính khuếch đại ánh sáng, có tính năng tự động điều chỉnh độ cao. Đèn ban ngày đồng thời là đèn báo sẽ có thiết kế kéo dài dạng nanh sư tử thời trang và ấn tượng. Đèn pha dạng LED kiểu ma trận hoàn toàn mới. Điểm nhấn phía đuôi xe là cụm đèn hậu LED hiệu ứng 3D hình cầu mây nằm ngang. Thiết kế đèn hậu xuyên thấu bắt mắt kéo dài chiều rộng thị giác của đuôi xe, tỏa sáng rực rỡ, ăn nhập với hình dáng tổng thể của đuôi. Chụp đèn màu đỏ giúp dễ dàng nhận biết xe hơn vào ban đêm, nhắc nhở những xe phía sau chú ý an toàn, đồng thời thể hiện sự quyến rũ linh hoạt của chiếc xe Haval H6. Haval có thiết kế thân xe hoàn hảo theo tỷ lệ vàng với từng đường nét và đường cong tinh tế, nổi bật với điểm nhấn vòng eo thon gọn hai bên thân xe. Nhìn từ các phía khác nhau, tỷ lệ thân xe hài hòa, vẻ đẹp đối xứng. Nội thất xe lại được thiết kế theo phong cách tối giản, được bọc da cao cấp và trang bị các tiện nghi hiện đại, vô lăng ba chấu bọc da tích hợp nhiều phím chức năng. Viền bao quanh các chấu được làm bằng kim loại sáng bóng, cần số điện tử núm xoay được thiết kế tinh xảo, ghế lái chỉnh điện 6 hướng và ghế phụ chỉnh điện 4 hướng. Sạc điện thoại không dây, hệ thống điều hòa tự động hai vùng nhiệt độ với chức năng lọc không khí và tạo ion âm, cốp điện thông minh hỗ trợ 4 phương pháp để điều khiển. Cửa sổ trời toàn cảnh panorama siêu lớn với kích thước 1364x870mm tạo cho người ngồi trong xe cảm giác không gian được mở rộng tối đa. Về an toàn, Haval H6 được NCAP trao chứng nhận xếp hạng an toàn 5 sao. Thêm vào đó, công nghệ độc quyền LEM on the platform với khung thép cường lực, độ bền cao gia tăng tỷ trọng tới 71,61% và thép định hình nhiệt 2000 MPa gia tăng tỷ trọng 14%, tạo nên một khung xe chắc chắn, có khả năng hấp thụ xung lực cao và bảo vệ vượt trội. Haval H6 sở hữu hệ thống trợ lái thông minh Advanced Driver Assistance System với nhiều tính năng vượt trội như hệ thống phanh khẩn cấp, cảnh báo va chạm trước, sau, kiểm soát hành trình thích ứng, giữ và chuyển làn đường, cảnh báo va chạm khi mở cửa, lùi xe tự động, tích hợp đỗ xe thông minh và rất nhiều tính năng khác. Haval H6 Hybrid thế hệ thứ 3 hoàn toàn mới có khả năng vận hành mạnh mẽ với động cơ xăng 1.5 lít turbo kết hợp motor điện sinh ra tổng công suất cực đại 243 PS, mã lực và mô men xoắn cực đại 530 nm. Mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình 18 km mỗi lít, khoảng 5,5 lít xăng 100 km. Xe có 4 chế độ lái, tiêu chuẩn, thể thao, tiết kiệm nhiên liệu, đường trơn trượt. Hiện nay, trên fanpage của hãng đã bắt đầu chạy chương trình đăng ký lái thử xe để khách hàng có những trải nghiệm thực tế với chiếc xe Haval H6 HEV. Vì vậy, với các thông tin được cập nhật, chắc chắn trong tháng 8 tới đây, Haval H6 Hybrid nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan sẽ được trình làng tại thị trường Việt Nam. Các bạn đang xem video trên kênh ô tô giá rẻ. Chúng tôi luôn đem đến cho các bạn những thông tin bổ ích và lý thú với hình ảnh cụ thể, sắc nét và đẹp mắt. Rất mong các bạn đăng ký kênh và nhớ bật chuông nhỏ bên cạnh để thường xuyên nhận bài. Chúc các bạn lái xe an toàn, vui trẻ, hạnh phúc và luôn luôn thành công.